Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Sau Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên là di sản phi vật thể thứ hai của Việt Nam, được tôn vinh là di sản của thế giới. Điều đó khẳng định Việt Nam là một đất nước có bề dày truyền thống văn hóa, có nhiều nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ. Ngày nay, cồng chiêng còn được sử dụng rộng rãi hơn ở những khu thờ tự chung của các gia đình người Việt. Hãy theo chân Đồ Đồng Việt Anh cùng tìm hiểu cách để làm ra cồng chiêng tại làng nghề Đồng Đại Bái, Bắc Ninh. Đồng thau là nguyên liệu chính để làm ra một chiếc chiêng đồng. Đồng nguyên liệu được cho vào nấu dẻo và cán mỏng, cắt tròn, có độ dày từ 1 đến 5 ly và đường kính phù hợp. Với những tấm sắt đồng được cho lên bếp than để nướng và xử lý nhiệt, điều này làm tấm đồng sẽ dễ gia công và dễ định hình, có độ bền hơn. Sau khi được nướng thì những tấm sắt đồng này sẽ được cho nên ép núm bằng máy ép thủy lực. Với những chiếc chiêng đồng có kích thước từ nhỏ cho đến khoảng 70cm với khuôn nhất định. Ngoài ra, những chiếc chiêng to hơn như 1m trên 1m hoàn toàn được thúc núm và gia công thủ công bằng tay. Bước tiếp theo là tạo hình và tạo vành cho nhạc cụ. Với những người thợ sẽ phải dùng búa và sử dụng kinh nghiệm, độ khéo léo của mình để gò và tạo hình lên vành và bề mặt của nhạc cụ. Những người thợ này sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với âm thanh lớn phát ra từ tiếng búa, tiếng đập khi gò gõ với đồng. Và đây chính là sự vất vả và đánh đổi trong công việc sản xuất của những người thợ làm nghề khi phải thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn. Cuối cùng thì công đoạn được coi là quyết định mang lại giá trị của nhạc cụ, đó là việc lấy tiếng cho chiêng. Bằng kinh nghiệm và tài năng của người thợ, việc lấy tiếng phải dùng sự cảm nhận âm thanh của mình để căn chỉnh và chỉnh sửa tiếng sao cho âm thanh phát ra phải hay và âm vang. Trên đây là những bước mà người thợ làng nghề Đồng Đại Bái sản xuất ra một chiếc cồng chiêng bằng đồng, góp phần gìn giữ một loại nhạc cụ mang đậm bản sắc dân tộc. Mọi nhu cầu về sản phẩm vui lòng liên hệ hotline 0988085667 để được tư vấn chi tiết hơn. Thank you.
Hãy đăng ký và chia sẻ kênh để góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa thủ công của Việt Nam.